nhiều bạn dạy học bài nhỉ. Nào, chúng ta sẽ tiếp tục cày cuốc cái cuốn sách xanh này. Trời ơi, cày 200 đề thì không biết là đến bao giờ mới cày xong cái cuốn sách này luôn á. Hôm trước thì mình đã cày đến đề số 9 rồi nha các bạn. Đấy, đề số 9 rồi. Hôm nay sẽ đi cày tiếp. Cày bây giờ hết cái cuốn sách này thì có nghĩa là chúng ta đã tu thành chính quả rồi đấy. Ok, hôm nay chúng ta sẽ luyện đề số 9. Hôm nay ngày bao nhiêu nhỉ các bạn nhỉ? Hôm nay ngày bao nhiêu nhỉ? Ngày mùng 10. Ok ạ. À. Hôm nay ngày mùng 10 tháng 1 2022. Chúng ta sẽ đi luyện đề số 10 à đúng chỉ số 9. Trang 90. Nêu hậu quả của thói đua đòi. À, nợ hậu quả về thói đua đòi của thanh niên trong xã hội ngày nay. Trang 90 các bạn nhé. Đấy, trang 90. Ồ, trang 90. Ok đây. Nào, một cái đề mở màn nó khá là nhột đấy. Nào, nêu hậu quả từ thói đua đòi của thanh niên trong xã hội ngày nay. À, ok ạ. À. Cái việc đầu tiên cô đã nói ngay từ đầu đó chính là gì ạ? Cái việc đầu tiên cần khi đối diện với mỗi cái đề mà có cái chữ đoạn văn đấy, đó chính là gì? Đó chính là xác định vấn đề và khía cạnh cần nhấn. Nghĩa là cái khía cạnh mà chúng ta sẽ làm rõ nó. Đó, bây giờ thử xem nhá. Vấn đề ở đây đó chính là gì? Vấn đề ở đây đó chính là cái thói đua đòi của thanh niên. Đấy, vấn đề ở đây đó chính là cái thói đua đòi của thanh niên. Đấy, như là cái thói đua đòi của thanh niên. Còn cái khía cạnh là mình muốn làm rõ, phải làm rõ đây. À, em xin cô một thỉnh cầu là khi cô dạy xong thì chiếu lại mặt trang sách ấy một lượt được không ạ? Chiếu lại một lượt đó. Em ơi, cái màn hình livestream thì không có chiếu được cả một trang sách chứ. Thế nên là cô không thể chiếu lại được đâu. À, có nghĩa là chiếu lại được cái ý này đúng không? Chiếu lại cái dàn ý này đúng không ạ? Ô được. Đây, cô nhìn rõ không? Có đủ hết cái dàn ý không? Sợ không đủ hết cái dàn ý. Sợ không đủ hết cái dàn ý. Bởi vì cái màn hình livestream ấy thì cô xoay ngang nên chỉ được một phần của trang sách thôi, chứ không được hết cả một trang sách. Đấy, cô cũng muốn sâu cả lắm chứ. Nhá, nào. Đấy, cái vấn đề đó chính là gì? Cái vấn đề đó chính là thói đua đòi của thanh niên. Đấy, thói đua đòi của thanh niên. Đấy, nhưng mà bây giờ người ta không yêu cầu mình viết hết tất cả các khía cạnh. Đấy, người ta không yêu cầu mình viết ở sau sau này sẽ có một đề đó chính là biểu hiện của thói đua đòi. Đấy, biểu hiện của thói đua đòi. Còn đối với cái đề gọi là thói đua đòi thì mình không thể nào viết về tầm quan trọng của thói đua đòi được. Đúng không? Đấy, nhá, mình không thể nào viết về tầm quan trọng của thói đua đòi được. Đấy, cô biết tại sao lại không thể viết được cái đề gọi là tầm quan trọng của thói đua đòi không ạ? Tại sao lại không thể viết được cái đề đó chính là ý nghĩa của thói đua đòi không ạ? Đấy, ý nghĩa của thói đua đòi không ạ? Đấy, nhá, tại sao không thể viết được cái sức mạnh của thói đua đòi, biết tại sao không? Tại sao lại không thể viết được cái thói đua đòi? Không thể viết được những cái đề đó chính là tầm quan trọng của thói đua đòi. Tại sao lại không thể viết được cái đề đó chính là ý nghĩa của thói đua đòi? Tại sao lại không thể viết được cái đề đó chính là sức mạnh của thói đua đòi? Đấy, rồi bây giờ lại không trả lời được cái câu này chắc là cô cắn lưỡi tự tử mất. Tại sao lại không thể viết được cái đề là tầm quan trọng của thói đua đòi? Tại sao lại không thể viết được cái đề đó chính là ý nghĩa của thói đua đòi? Tại sao lại không thể viết được đề đó chính là sức mạnh của thói đua đòi? Tại sao ạ? Tại sao? Đừng có nói với cô là không biết tại sao lại không thể viết được những cái đề này nhá. Đấy, vui luôn đấy. Nếu như mà nói thế thì chắc là, nếu như mà không biết được tại sao thì chắc là vui luôn đấy. Tại vì sao ạ? Đây là đề tiêu cực. Đúng ạ? Đấy, tại vì đây là đề tiêu cực. Nên không thể nào viết được đây là đề tiêu cực. Đúng ạ? Đây là một dạng đề tiêu cực nên không thể nào viết về tầm quan trọng, không thể viết về ý nghĩa, không thể viết về sức mạnh được. Ôi trời ơi, chết rồi. Con bé Minh Nguyễn nó bảo là chỉ làm rõ một khía cạnh thôi. Thế bây giờ nếu như đúng rồi, nếu như bây giờ cô chuyển sang một cái đề đó chính là tầm quan trọng của thói đua đòi thì có được không? Đấy, nhá, cô bây giờ cô đẻ ra một cái đề đó chính là tầm quan trọng của thói đua đòi. Và cô đẻ ra cái đề thứ hai đó chính là ý nghĩa của thói đua đòi.
Cụ thể là cái đề thứ ba đó chính là gì ạ? Đó chính là sức mạnh của thói đua đòi thì có được hay không? Không, bởi vì sao ạ? Đây là vấn đề tiêu cực. Đúng không? Đây là vấn đề tiêu cực thì làm sao có thể viết về cái tích cực được? Mình chỉ viết về cái tiêu cực thôi. Đúng ạ? Cô nói to hơn một chút được không? Ôi thôi, sao các bạn nghe em nhỏ thế à? Hoặc các bạn nghe em nhỏ thế à? Đấy. Tại vì đây là vấn đề tiêu cực nên không thể nào viết về những cái tích cực thế này được. Nên chỉ viết gì ạ? Hậu quả của cái tiêu cực thôi. Đấy. Vậy sau này các bạn sẽ thấy một điều đó chính là gì ạ? Tất cả những cái đề tiêu cực bao giờ người ta cũng chỉ viết là biểu hiện hoặc là hậu quả thôi. Hoặc là điều học được, điều nhận thức được. Nha. Đấy. Ok. Yeah, vấn đề là này, nhưng đây là vấn đề tiêu cực nên chỉ hỏi về những cái hậu quả hoặc là điều học được hoặc điều nhận thức được từ cái vấn đề đấy thôi. Và chúng ta sẽ nhấn mạnh nó chính là gì ạ? Chúng ta sẽ nhấn mạnh về cái khía cạnh nó chính là gì ạ? Đó chính là hậu quả. Yeah, hậu quả, nghĩa là hậu quả của cái việc tiêu cực này. Ok chúng ạ? Đúng, chính xác. Nghĩa là hậu quả của cái việc tiêu cực này. Và các bạn phải làm rõ đó chính là gì ạ? Thói đua đòi của thanh niên để lại hậu quả gì? Đấy, cái vấn đề này, cái đề này này, nó có thể chuyển sang một cái dạng đề đó chính là gì ạ? Thói đua đòi của thanh niên. Thói đua đòi của thanh niên để lại hậu quả gì? Ok chưa ạ? Đấy, hậu quả gì? Đây là một cái dạng đề chuyển đại ra. Thói đua đòi của thanh niên để lại hậu quả gì? Bây giờ các bạn tìm ra các hậu quả giúp cô đi ạ. Đấy. Các bạn có thấy dễ không ạ? Các bạn thấy dễ không? Có nghĩa là khi các bạn chuyển thành cái đề thành một cái vấn đề như thế này này. Đấy, thế nhá. Chuyển vấn đề thành cái kiểu như thế này này. Thì các bạn sẽ rất dễ dàng tìm ý. Đó, hôm nay cô sẽ dạy cho bạn một cái mẹo nữa. Đấy chính là cái mẹo xử lý đề. Cái là các bạn chỉ cần xử lý một bước xử lý cái đề đấy thôi, bạn sẽ làm nó rất dễ. Đấy, nghĩa là xử lý lại cái yêu cầu đề. Đấy, bạn chỉ cần nêu cái vấn đề lên trên và đưa cái khía cạnh xuống dưới. Đấy, thì bạn sẽ rất dễ để có thể nhận biết được cái vấn đề đấy là gì. Đó, ví dụ như cái đề này, người ta đang yêu cầu đó chính là người ta hay đưa cái khía cạnh lên trên. Đấy, đề thì người ta hay đưa cái khía cạnh lên trên và chuyển cái vấn đề xuống dưới. Nhưng bạn chỉ cần có một bước, đó chính là đảo lại cái vị trí của đề, là đưa vấn đề lên trên và khía cạnh xuống dưới, là bạn hoàn toàn có thể xử lý đề đấy một cách dễ dàng. Bạn hoàn toàn có thể tìm ý cho nó rất dễ dàng. Ví dụ, đề yêu cầu là nêu hậu quả của thói đua đòi. Bạn chỉ cần có một bước xử lý lại đề thôi, bạn chuyển vấn đề lên trên và đưa khía cạnh xuống dưới, là bạn sẽ rất dễ tìm ý và rất dễ xử lý cái đề đó. Ví dụ như cái đề này, thói đua đòi của thanh niên để lại hậu quả gì? Thì bạn có thấy rằng là, bạn thấy cái đề nó dễ hơn đúng không ạ? Đấy, nhá, Mai Chi đây rồi, cô đang định gọi Mai Chi đấy. Nhá. Xong chưa nào các bạn? Xong chưa các bạn? Nào các bạn, các bạn đã hiểu ý cô các bạn này không nhỉ? Cô nói các bạn này bạn dễ hiểu không nhỉ? Đấy, bạn chỉ cần xử lý lại cái đề một tí thôi là kiểu gì các bạn cũng dễ dàng. Kiểu gì thì kiểu các bạn cũng sẽ dễ dàng nhận diện được cái đề đấy. Bạn cũng sẽ dễ dàng xử lý được cái đề đấy và dễ dàng tập trung vào vấn đề mà đề nhấn hơn. Thế nhá. Đấy, hôm nay cô sẽ hướng dẫn một cái bước, mà cô sẽ chỉ một cái mẹo để các bạn có thể xử lý đề dễ hơn. Đấy, ví dụ như đề năm 2018 đi. Người ta có một cái đề đó chính là gì ạ? Đánh thức tiềm lực đất nước. Đấy, cái đề này rất là khó nhá. Đấy, bây giờ người ta có một cái đề đó chính là đánh thức tiềm lực đất nước. Đúng không ạ? Đánh thức tiềm lực đất nước. Đấy. Đây là một cái đề. Bước đầu tiên xác định cho cô vấn đề đâu, khía cạnh đâu. Vấn đề là cái gì? Và cái khía cạnh cần nhấn nó là cái gì? Đấy, sau đó mình sẽ chuyển áp dụng cái mẹo mà cô dạy nhá. Đấy, rồi bạn chuyển lại yêu cầu đề xem nào. Đấy, chuyển đề xem nào. Đó, có một cái bước gọi là chuyển dịch đề. Đấy, chuyển dịch đề. Bây giờ bạn làm giúp cô nhá. Đánh thức tiềm lực đất nước. Vậy vấn đề đâu? Khía cạnh đâu? Bạn chuyển dịch đề theo đúng cái mẹo mà cô dạy đi.
thì bạn sẽ thấy đề rất là dễ. Đấy, bạn sẽ thấy đề rất là dễ. Đó, bây giờ vấn đề đó chính là gì? Vấn đề đó chính là tiềm lực đất nước. Đúng không ạ? Đây, vấn đề đó chính là tiềm lực đất nước. Còn cái khía cạnh mà người ta muốn mình làm rõ ấy, là đánh thức nó. Đúng không ạ? Đánh thức nó chính là hành động. Đúng không? Chính là hành động. Đó chính là hành động. Thế là chuyển dịch lại đề đó chính là gì ạ? À, tiềm lực đất nước cần được đánh thức. Hoặc là làm thế nào để đánh thức tiềm lực đất nước. Đấy, thì có phải là cái vấn đề nó rõ hơn không ạ? Bây giờ người ta nói rằng là à, viết đoạn văn 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh chị về đánh thức tiềm lực đất nước, thì nghe nó rất là khó. Đấy, bạn rất khó hình dung được xem là à, cái đề nó đang nhấn về cái gì và mình cần phải làm rõ về cái gì. Thế bây giờ mình chỉ cần xác định được xem là à, vấn đề là cái gì, à, và khía cạnh là cái gì. Khía cạnh của nó là đánh thức, và đánh thức nó chắc chắn là liên quan đến hành động rồi, đúng không ạ? Đánh thức thì chắc chắn là liên quan đến hành động rồi. Vậy thì cái đề này sẽ chuyển dịch, đó chính là gì ạ? Đó chính là suy nghĩ, đó chính là tiềm lực đất nước cần được đánh thức. Đấy, và cần được đánh thức có nghĩa là đánh thức thế nào, đúng không ạ? Đấy, đánh thức thế nào. Đấy, tiềm lực đất nước cần được đánh thức thế nào. Đấy, ok chưa ạ? Tiềm lực đất nước cần được đánh thức thế nào? Ô hay, thì có phải là dễ hơn đúng không ạ? Nghĩa là mình đang đi nhấn về cái việc đó chính là à, cái vấn đề này cần được đánh thức thế nào? Thế thôi, đề tự dưng dễ hơn. Đúng ạ? Đề tự dưng dễ xử lý hơn. Đấy, đề tự dưng gì ạ? Rõ vấn đề hơn. Đấy, đề tự dưng mình dễ tìm được hơn. Đấy, đúng chính xác, thanh niên cần làm gì để đánh thức tiềm lực đất nước, chuẩn xác. Theo như bạn Khánh Nguyễn. Đấy, đúng rồi, thanh niên cần làm gì để đánh thức tiềm lực đất nước, con người cần làm gì để đánh thức tiềm lực đất nước, hoặc là thanh niên đánh thức tiềm lực đất nước thế nào. Đấy, có phải là cái vấn đề nó sẽ rõ hơn không ạ? Mình sẽ hiểu được rằng là à, cái đề đấy nhấn về cái gì. Đúng không? Các bạn có thấy cái mẹo này của cô hữu ích không? Đấy, các bạn có thấy mẹo này của cô hữu ích không ạ? Các bạn có thấy đề cái mẹo này của cô hữu ích không? Ôi, nếu hữu ích thì cho cô xin một cái tim vào đây, còn không hữu ích thì có thể bỏ qua. Ok ạ? Nếu thấy hữu ích thì cho cô xin một tim vào đây, còn không hữu ích thì có thể bỏ qua. Đấy nha. Đúng chính xác, tiềm lực đất nước cần được đánh thức thế nào, chuẩn xác rồi. Thế có thấy không ạ? Vấn đề tự dưng rõ hơn, mình lại còn dễ hình dung ra được mình cần viết cái gì hơn. Còn bây giờ nói là đánh thức tiềm lực đất nước thì vẫn cảm thấy mông lung và mơ hồ quá. Đấy, mông lung mơ hồ quá, bởi vì bây giờ đang nhấn về cái gì bây giờ? Bởi vì khía cạnh, đoạn văn là chỉ khía cạnh được một phần, chỉ nhấn được một khía cạnh thôi. Đấy, nhưng chứ không phải viết hết tất cả giải thích, bàn luận, chứng minh, phản đề. Đấy, mà chỉ nhấn một cái khía cạnh thôi. Và đây có những cái đề nó không biết là nhấn về cái gì luôn á. Đấy, nhưng có những cái đề mình không biết là mình sẽ nhấn về cái gì, mình không biết là mình sẽ viết trọng tâm về cái gì, nên mình không biết là mình sẽ phải làm rõ cái gì. Oh no. Đấy, thì cái mẹo của cô có phải là nó dễ dàng cho mình xác định được cái vấn đề mà mình sẽ nhấn đúng không ạ? Bởi vì cô nhắc đi nhắc lại một lần nữa là đoạn văn chỉ nhấn về được một khía cạnh thôi, không bao giờ có thể làm rõ được nhiều thứ đâu trong một đoạn văn. Đúng ạ? Thế giờ ví dụ nhá, ví dụ thêm một vài cái đề nữa để cho chúng mình dễ dàng xử lý hơn nhá. Đấy, bây giờ thử là đề minh họa năm 2021, người ta có cho các bạn một cái đề, đó chính là gì ạ? Sức mạnh của tình người trong hoàn cảnh khó khăn. Ok, đề minh họa năm 2021 có đưa ra cho các bạn một cái đề, đó chính là gì ạ? À, viết một đoạn văn 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh chị về sức mạnh của tình người trong hoàn cảnh khó khăn. Ví dụ sức mạnh, đấy, của tình người trong hoàn cảnh khó khăn. Đấy, trong hoàn cảnh khó khăn thách thức. Đúng không? Đấy, thách thức. Thế bây giờ các bạn chuyển dịch đại đề đi đã nào. Để các bạn xác định nhá. Đấy, tình người trong hoàn cảnh khó khăn thách thức là vấn đề. Còn cái đề muốn nhấn mình đó chính là sức mạnh.
Thế là mình chỉ cần chuyển dịch lại đề thôi. Có nghĩa rằng là trong hoàn cảnh khó khăn thách thức. Đấy nhá. Đó, bây giờ chuyển dịch lại đề đấy nhá. Đấy, chuyển dịch lại đề. Trong hoàn cảnh khó khăn thách thức, tình người có sức mạnh thế nào? Đấy, bây giờ chuyển dịch lại đề. Trong hoàn cảnh, ok chưa? Khó khăn thách thức, đấy, tình người có sức mạnh thế nào? Ok chưa? Xong chưa? Đúng, chính xác. Tình người trong hoàn cảnh khó khăn có sức mạnh thế nào? Chính xác. Ok chưa? Chính xác. Nhưng cô lại đẩy cái hoàn cảnh lên trên. Đẩy cái hoàn cảnh lên trên để cho nó dễ tìm ý. Thì sau này cô cũng đã hướng dẫn cho bạn một cái mẹo, đó chính là gì? Đấy, trước đây cô đã hướng dẫn các bạn một cái mẹo. Đó chính là mình sẽ đưa ra một hoàn cảnh cụ thể để tìm ý. Có đúng không ạ? Nó là buổi học số mấy đấy? Nó là buổi học số 8 hay là số 9 gì đấy. Cô có chỉ cho bạn một cái mẹo, đó chính là trong trường hợp mà mình không biết tìm ý ấy, trong trường hợp mà mình bí ý ấy, trong trường hợp mà mình không biết viết cái ý gì ấy, thì mình hãy đưa ra một hoàn cảnh cụ thể để tìm ý. Có còn nhớ này không ạ? Nhá, bây giờ chúng ta sẽ đã học đến buổi, đã học đến đề luyện số 9, số 10 rồi. Nghĩa là chúng ta đã học đề luyện rất nhiều rồi. Thì những cái mẹo trước đây thì nhiều khi cô sẽ nhắc lại nó. Thế nên khi xem live stream của cô Dương ấy, phải cố gắng chăm chỉ theo sát từng live stream. Đấy, để nhiều khi nó tổng hợp kiến thức từ những buổi live stream trước. Nếu như mình không xem những buổi live stream trước thì mình sẽ không thể nào bắt kịp được với cái kiến thức buổi ngày hôm nay. Đúng không ạ? Đấy, chính xác, chính xác. Hôm trước, trong buổi live trước thì cô cũng đã nói với các bạn một cái mẹo, đó chính là gì ạ? Đó chính là trong cái trường hợp mà mình không biết tìm ý, mình bí ý, mình không biết viết cái ý gì, thì mình hãy đưa ra hoàn cảnh cụ thể. Đưa ra một hoàn cảnh cụ thể. Đấy, để gắn cái vấn đề đấy vào. Đúng không? Thì lúc đấy mình sẽ tìm ý rất dễ. Nhưng mà các bạn có để ý một điều gì không? Các bạn có để ý một điều gì trong cái đề này không? Đấy, tại sao cô lại đưa cái cụm trong hoàn cảnh khó khăn thách thức này lên trên? Đấy, xong cái cô mới đưa cái vấn đề. Cô mới đưa nội dung là tình người có sức mạnh gì, có nghĩa là cô xử lý cái yêu cầu của đề. Sau đấy, các bạn có nhận ra cái điều gì đặc biệt của cái đề này không? Nó liên quan đến cái mẹo mà cô chỉ với bạn trước đây. Đấy, nó liên quan đến cái mẹo mà cô chỉ với bạn trước đấy. Ok. Nào, các bạn đâu rồi? Các bạn có thấy cái hai cái chỗ của cô tô xanh này nó có cái điều gì liên quan đến nhau không? Có nghĩa là nó đã cho hoàn cảnh và bắt mình viết trong cái hoàn cảnh đấy. Đúng không? Đấy, có nghĩa là cái phạm vi của đề, cái phạm vi của đề nó đã hẹp lại. Đấy, bình thường ấy, nó có hỏi bạn là trong cuộc sống, tình người có sức mạnh thế nào trong cuộc sống nhá. Tình người có sức mạnh thế nào trong cuộc sống? Đấy, thì các bạn có thể tạo ra nhiều hoàn cảnh. Nhưng trong cái đề này nó oái oăm một cái, đó chính là gì? Nó đã bó hẹp cái hoàn cảnh lại rồi. Đấy, nó đã bó hẹp lại cái hoàn cảnh này rồi. Chính xác. Vậy là mình chỉ tìm ở trong cái hoàn cảnh này thôi. Cái sức mạnh của tình người thế nào? Đấy, tình người có sức mạnh thế nào trong hoàn cảnh khó khăn, hoặc là trong hoàn cảnh khó khăn thì tình người có sức mạnh thế nào? Có nghĩa là cái phạm vi của đề nó đã hẹp lại. Đấy, phạm vi của đề nó đã hẹp lại, có nghĩa là mình chỉ tìm ý trong cái hoàn cảnh này thôi. Đấy, thấy không ạ? Bây giờ nó không cho chữ trong cuộc sống nữa. Trong cuộc sống thì nó có nhiều cái hoàn cảnh để mình có thể viết ý. Nhưng bây giờ đề nó yêu cầu cụ thể mình là trong cái hoàn cảnh khó khăn ấy. Ok không ạ? Thế nhá. Đấy, thế nên là các bạn cũng cần phải lưu ý, đó chính là gì ạ? Đó chính là cái hoàn cảnh nó cũng rất là quan trọng. Đấy, cái hoàn cảnh đề nhiều khi nó chỉ yêu cầu bạn viết trong hoàn cảnh khó khăn thách thức thôi, chứ không phải là trong cuộc sống. Đấy, trong cuộc sống chẳng hạn như những lúc bình thường. Đấy, những lúc mà các bạn bình thường các bạn cũng có cần sức mạnh tình người chứ. Nhưng mà ở đây đề người ta hỏi các bạn là chỉ trong hoàn cảnh khó khăn thôi thì cái đấy nó có sức mạnh thế nào? Nghĩa là chỉ giải quyết trong cái phạm vi khó khăn thách thức thôi. Khi chúng ta gặp khó khăn thách thức thôi. Đúng chưa? Đấy, thế nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ý ạ. À thôi, ví dụ một cái nữa đi. Ví dụ một cái ví dụ thứ hai.
để cho nó rõ hơn. Thế nhá. Đấy, dạ. Thế nên là mình phải đặt cái hoàn cảnh lên trước. Đặt cái hoàn cảnh lên trước để chỉ xác định cái nội dung đấy trong cái hoàn cảnh thôi. Nhiều cái đề người ta cho các bạn hoàn cảnh cụ thể. Bạn đưa cái hoàn cảnh lên trên để bạn nắn cái ý của bạn theo cái hoàn cảnh người ta viết. Chứ đừng bao giờ cứ nghĩ rằng là trong cuộc sống hết nhá. Đấy, trong cái đề này thì cô cũng sẽ có, trong 200 cái đề của cái cuốn sách này thì sẽ có những cái đề cô sẽ cho hoàn cảnh, bó hẹp cái hoàn cảnh lại để luyện đập cho các bạn. Ok. Đấy. Bây giờ ví dụ đề chính thức năm 2021 đi. Đợt 1 đi. Chính thức 21 đợt 1. Đề nó như sau. Đề của nó chính là sự cần thiết phải biết sống cống hiến. Đấy, sự cần thiết phải biết sống cống hiến. Rồi, bây giờ làm đi xem nào. Làm đúng cái tip mà hôm nay chúng ta học đi xem nào. Đấy, có nghĩa là gì ạ? Chúng ta chuyển dịch lại đề một tí. Ừ, đi kiểm tra học kỳ đi, Mỹ Lan. Rồi, bây giờ chuyển đây, áp dụng cái này nè. Áp dụng cái tip của là chuyển dịch lại đề đây nè. Đấy, chuyển lại cái đề này là sự cần thiết phải sống cống hiến. Đấy, nhá. Bây giờ chuyển dịch lại đề xem nào. Chuyển dịch lại đề để cho nhấn mạnh vào cái điều đấy xem nào. Đấy. Luyện vài cái đề là các bạn sẽ thông thạo ngay mà. Mỗi ngày chuyển cho các bạn một cái mẹo. Mỗi ngày các bạn sẽ học một chút. Đấy. Mỗi ngày các bạn sẽ học một chút thì dần dần 200 cái live stream này, 200 cái đoạn văn này nó cũng 200 cái đề luyện này, xong 200 đề luyện này các bạn cũng thành gọi là chùm của nghị luận xã hội, chùm của đoạn văn nghị luận xã hội. Tại sao cần phải sống cống hiến? Sai rồi. Nào bạn Trang nói là tại sao cần phải sống cống hiến? Bạn Đỗ Linh Chi nói là sống cống hiến cần thiết như thế nào? Bạn Nguyễn Khánh, khía cạnh là sự cần thiết, vấn đề là sống cống hiến. Vậy suy ra sống cống hiến tại sao lại phải cần thiết trong cuộc sống? Sống cống hiến cần thiết như thế nào? Sống cống hiến cần thiết như là các bạn lại sai rồi. Đây nhấn mạnh về sự cần thiết. Em biết em sai rồi, Phạm Thu Trang nói em biết em sai rồi. Biết sống cống hiến sẽ đem lại sự cần thiết. Minh Nguyễn sai rồi. Đấy, Minh Nguyễn sai rồi. Sống cống hiến sẽ đem lại sự cần thiết thế nào? Bây giờ chúng ta cùng mổ xẻ cái của bạn Minh Nguyễn á. Đấy, để cái này là rất là nhiều bạn cùng sai. Sống cống hiến có tầm quan trọng thế nào? Người ta hỏi sự cần thiết. Sự cần thiết. Bạn Minh Nguyễn, bạn ấy, cái này là sai đấy nhá. Cái này của bạn Minh Nguyễn là sai vấn đề nhá. Sống cống hiến sẽ đem lại sự cần thiết thế nào? Sống cống hiến sẽ đem lại sự cần thiết thế nào? Các bạn có nhận ra cái sai của cái này là gì không? Các bạn có nhận ra được cái sai của cái này là gì không? Đấy, sự cần thiết phải biết sống cống hiến. Bạn Minh Nguyễn bạn đã chuyển lại đề là sống cống hiến sẽ đem lại sự cần thiết thế nào? Các bạn có nhìn thấy cái sai ở cái này, các bạn có chỉ thấy là cái sai ở cái này không? Em sai rồi, em sai rồi đấy. Sao bạn Mông Thị Minh lại ha ha là nào? Hả? Sao bạn Mông Thị Minh lại ha ha là nào? Các bạn có thấy sai, các bạn có nhận ra được điều gì sai của cái này không ạ? Đây, cái đây là vấn đề, đây là sai. Cô sẽ dành cho tặng các bạn một cuốn sách. Sẽ tặng một cuốn sách xanh này cho bạn nào mà tìm ra được cái lỗi sai của cái câu này, của cái câu gốc và cái câu suy ra như này. Đấy, của cái câu gốc em đã sai rồi ư? Em vẫn chưa biết em sai đâu à? Đấy, nhiều bạn sai kiểu như này lắm. Nhiều bạn sai kiểu này mà khi sai thì cũng không biết là mình sai đâu. Đấy, nhá, ngược kiểu gì? Cô muốn nhấn hơn nữa, cô muốn các bạn làm rõ hơn nữa. Các bạn Minh với bạn đang ngược lại đề. Đấy, xác định sai khía cạnh không?
đúng khía cạnh rồi nhưng mà sai ý hiểu. Đấy, đúng khía cạnh rồi. Là em đang nhấn về cái sự cần thiết của nó đúng không? Đúng, chính xác, em đúng rồi. Em đúng khía cạnh rồi nhưng em sai cái nói thế nào nhỉ? Đấy, em sai cái đúng, em nhấn đúng khía cạnh rồi nhá. Đấy, em nhấn đúng khía cạnh rồi. Đấy. Thế nào? Đấy, có nghĩa là cái gì ạ? Sự cần thiết phải biết sống cống hiến. Đấy, cái này là cái gì ạ? Cái của em rất là sống cống hiến sẽ đem lại lợi ích gì, có nghĩa rằng là nó rơi vào cái gì ạ? Nó rơi vào trạng thái chủ động hay bị động ạ? Đấy, đấy, sống cống hiến không đem lại sự cần thiết, mà sự cần thiết của cái vấn đề này, làm sao mà sống cống hiến đem lại sự cần thiết được, đúng không? Đấy nhá, làm sao mà sống cống hiến sẽ đem lại sự cần thiết được, đúng không ạ? Đấy, mà cái sự cần thiết của sự cống hiến với con người cơ mà. Em đang làm ngược lại vấn đề rồi. Nghĩa là cái đề của nó đang chủ động thì em cho nó thành bị động. Đúng không ạ? Đấy, sự cần thiết phải biết sống cống hiến. Có nghĩa là em đang đòi nhận chứ em không phải là em cho đi. Đúng không ạ? Mà cái đề đấy đang cần là gì ạ? Đó, cần em nhận thức được cái việc mà em cho đi. Nhưng mà cái em nói lại là sống cống hiến sẽ đem lại sự cần thiết thế nào, thì sống cống hiến không đem lại được sự cần thiết, mà sự cần thiết của cái này đấy nhá. Ừ, ok chưa ạ? Đấy, đều đang chủ động thì em cho nó thành bị động, mà cái này không thể chuyển thành được một câu bị động, tùy từng cái vấn đề mới có được sự chủ động và bị động, ok chưa ạ? Đúng, chính xác. Đấy, sự cần thiết là mình cảm nhận được nó để mình hành động. Đấy, ok nào. Đấy, sự cần thiết phải sống cống hiến, có nghĩa là em nhận thức được cái đúng đắn của nó. Đấy, em nhận thức được cái đúng đắn của nó để em hành động, đúng không? Để em hành động và từ đó em trở thành người có ích. Nhưng đây em đang đi đòi hỏi nó rồi nha. Sống cống hiến sẽ đem lại sự cần thiết thế nào, thì em đang đi đòi hỏi nó rồi chứ không phải là em đi nhận thức nó nữa, ok chưa ạ? Thế nhá. Ok, rất là nhiều bạn rơi vào cái trạng thái như này, không phải riêng bạn Minh Nguyễn đâu, không phải riêng bạn Minh Nguyễn đâu. Bạn nên nhớ rằng là nghị luận xã hội là nó đang hỏi về cái nhận thức của các bạn, rồi từ đấy các bạn hành động để các bạn nhận thức tốt hơn, chứ không phải bạn đang đi hỏi 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 nó nhá, nhớ nhá. Đấy, bạn đang nhận thức cái vấn đề đấy để hành động, và khi hành động thì bạn sẽ trở nên tốt hơn. Đấy, có nghĩa là bạn đang cho đi cái cuộc sống này chứ không phải bạn đang đòi hỏi cái cuộc sống này. Khi em nói rằng là sống cống hiến sẽ đem lại sự cần thiết thế nào, em đang đòi hỏi nó rồi, ok chưa ạ? Đấy, ok chưa ạ? Vậy cái đề này chuyển đổi nhỉ, sống cống hiến cần thiết thế nào, ok ạ? Bây giờ mình chuyển cống hiến là gì ạ? Chuyển là sống cống hiến cần thiết thế nào, ok chưa? Đấy, ok, cần thiết thế nào thì ghi ra đi. Cần thiết bởi vì sao ạ? À? Đấy. Ok, sống cống hiến cần thiết bởi vì sao ạ? À? Bởi vì chúng ta không thể sống như một hạt cát vô danh được. Chúng ta không thể lãng phí một cuộc đời được. Đấy. Như thế nào? Ok chưa? Xong chưa? Ồ, đến bây giờ mới biết là mình sai à? Ồ đấy, bây giờ mới biết là mình sai. Đúng không? Mỗi ngày chúng ta sẽ học một chút, mỗi ngày chúng ta sẽ sửa một chút, mỗi ngày chúng ta sẽ dần dần tích lũy kiến thức một chút. Đấy, đoạn văn nghị luận xã hội nói là dễ nhưng thực chất cô cảm thấy nó còn khó hơn cả nghị luận văn học. Thật sự với các bạn như thế. Nhá, nghị luận xã hội tưởng như là dễ. Đấy, đoạn văn nghị luận xã hội tưởng như là dễ. Nhưng cô cảm nhận nó là để cày cuốc nó, để viết hay được nó, để viết xuất sắc được nó, cô còn cảm thấy nó khó hơn cả là nghị luận văn học nữa. Đúng. Đấy. Thế nào? Sự thật thì luôn luôn đơn giản nhưng con người thì sao ạ? Nhưng chúng ta thì cứ make it complicated. Đúng ạ? À đâu, cái này đọc là complication complicated chứ nhỉ? Đọc như nào ạ? Đấy, đúng ạ. Đấy, con người cứ cứ make color nó lên, cứ làm khó nó lên. Đấy, cứ make it too difficult. Đúng không các bạn? Đấy, dễ đơn giản mà sao bạn cứ làm khó khăn nhỉ? Cái gì mà đem lại sự cần thiết thế nào, sống cống hiến cần thiết thế nào? Ồ, sự cần thiết phải biết sống cống hiến. Thế xong là sống cống hiến cần thiết thế nào, thế cho nó nhanh. Làm sao mà cứ phải gì ạ? À?
làm sao mình cứ phải lằng ngoằng nhì nhèo đủ kiểu chứ, đúng không ạ? Đấy, ok. Đợt hai nào, sự cần thiết của tinh thần hợp tác, ví dụ đi, nhanh lên nào. Đề thi chính thức đợt 2. Đấy, chính thức 2021 đợt 2, người ta cho các bạn cái đề như sau. Đó chính là sự cần thiết của tinh thần hợp tác. Đề là sự cần thiết, cần thiết của tinh thần hợp tác. Sau cái đề này đừng có cho cô một cái gì rất là rối rắm ra nhá. Đấy, sự cần thiết của tinh thần hợp tác gọi là gì ạ? Tinh thần hợp tác, tinh thần hợp tác cần thiết thế nào? Thế thôi. Trời ơi, tinh thần hợp tác cần thiết thế nào? Đấy, thì bắt đầu thế nào thì giải quyết ở đây, đúng ạ? Đấy, tinh thần hợp tác thì cần thiết thế nào thì bắt đầu đưa ra đây. Ok chưa? Đấy, tinh thần hợp tác cần thiết thế nào? Thế cần thiết thế nào? Giờ lại không biết là cần thiết thế nào nữa cơ. Cần thiết đó chính là gì? Đó chính là... Ôi dồi ôi, đó chính là gì ạ? Cần thiết bởi vì sao ạ? Khi mà chúng ta hợp tác, đó chính là gì? Chúng ta tăng cường được sự đoàn kết. Đấy, nhá. Chúng ta gắn kết được những mục tiêu chung, chúng ta góp phần thúc đẩy xã hội. Đấy, làm nên một cái cộng đồng văn minh hơn, lớn mạnh hơn. Đó, phát huy được sức mạnh của tập thể. Đấy, đấy, nó cần thiết bởi vì như thế. Đây, nó cần thiết bởi vì thứ nhất đó chính là gì ạ? Nó phát huy được tinh thần, rồi ôi, nó phát huy được tinh thần tập thể này. Đấy, nó nâng cao được ý thức trách nhiệm của mỗi người này. Đấy, nó tăng cường sự đoàn kết này. Đó, nó góp phần, nó chính là gì đây? Nó góp phần thúc đẩy những mục tiêu của con người này. Đó, thúc đẩy sự phát triển của xã hội này. Ok chưa? Xong chưa? Trời ơi, đúng rồi, tinh thần hợp tác cần thiết thế nào? Cần thiết bởi vì sao ạ? Bởi vì khi mà chúng ta có tinh thần hợp tác thì chúng ta sẽ phát huy được cái sức mạnh của tập thể. Đấy, nó sẽ gắn kết được những người mà có chung mục tiêu với nhau. Đấy, làm cho xã hội văn minh hơn. Thế nào? Đấy, con người đoàn kết hơn, phát huy được cái tinh thần trách nhiệm của mỗi người hơn. Oh no. Ok, chưa thấy dễ hơn không ạ? Thế khi mà cô chỉ cần một bước chuyển như này thôi thì các bạn sẽ rất dễ xử lý đề luôn. Các bạn đi trả lời một câu hỏi bao giờ cũng dễ hơn là bạn chứng minh một vấn đề, một câu khẳng định. Đấy, ok. Các bạn hiểu ý cô này chưa ạ? Đấy, thế nhá. Vậy có nghĩa rằng là gì? Hôm nay cô sẽ dạy các bạn một mẹo, đó chính là trong cái đề ấy, bao giờ nó cũng cho bạn là câu khẳng định. Nhưng câu khẳng định thì bao giờ các bạn cũng sẽ khó chứng minh câu khẳng định hơn. Bạn chỉ cần một bước chuyển dịch nó thành một câu hỏi để các bạn đi trả lời thôi. Các bạn đi tìm các ý để trả lời cho nó thôi. Thì cái đề của bạn nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ok ạ? Thử một cái đề nữa nhá. Ok, các bạn có thấy dễ dàng hơn không ạ? Đấy, các bạn có dễ dàng hơn không? Dễ dàng hơn trong cái khâu xử lý đề không ạ? Đấy, vừa nhấn được đề mà vừa hiểu được đề mà mình vừa dễ dàng tìm ý hơn. Bởi vì bao giờ mình đi trả lời cho một câu hỏi cũng dễ dàng hơn. Ok không ạ? Đấy, thế nhá. Bây giờ thử vài cái đề nữa cho nó dễ, hay là đi luyện tập cái đề hôm nay đây. Đó, ok, bây giờ cho cái đề đó chính là gì ạ? Sức mạnh của việc kiềm chế cảm xúc nhất thời xem nào. Thêm một cái ví dụ nữa đi. Ví dụ 3. Đấy, viết một đoạn văn 200 chữ về sức mạnh của việc kiềm chế cảm xúc nhất thời. Trời ơi, khó nha. Rồi, bây giờ chuyển nó thành một cái câu hỏi thôi, cứ xem nào. Đấy, chuyển thành một cái câu hỏi nào. Ô, có thấy dễ dàng hơn không ạ? Có thấy khó hiểu không? Cô Dương dạy khó hiểu không? Ôi, xong rồi dạy live stream cả một buổi sáng hùng hục, xong chúng nó kết một câu: ôi, cô Dương dạy khó hiểu lắm. Chả hiểu thì cô Dương cứ làm khó vấn đề. Thế thì buồn lắm. Thế thì buồn lắm. Cô Dương dạy cô dễ hiểu không? Đấy. Cô Dương dạy cô dễ hiểu không? Cô dạy cô dễ hiểu không? Cô dạy cô dễ hiểu không? Hay khó hiểu? Kiềm chế cảm xúc nhất thời có sức mạnh thế nào? Chuẩn rồi. Chuẩn rồi. Thế nào? Đấy, sức mạnh của việc kiềm chế cảm xúc nhất thời nghĩa là việc cảm chế cảm
việc kiềm chế cảm xúc nhất thời có sức mạnh thế nào. Chính xác, chính xác, đó, chính xác. Ok, việc kiềm chế cảm xúc nhất thời có sức mạnh gì? Đấy, có sức mạnh gì? Đấy, yeah. Có sức mạnh đó chính là gì ạ? Không buông, giúp con người không buông những cái lời cay đắng. Đấy, yeah. Không buông những cái lời cay đắng, những cái lời xót xa như sát muối vào tim. Đấy, việc kiềm chế cảm xúc nhất thời có sức mạnh đó chính là gì ạ? Đó chính là không đưa ra cho chúng ta những cái hành động nông nổi, không dẫn đến, đấy, những cái hành động nông nổi, cái hành động sốc nổi. Đấy, không làm cho chúng ta buông ra những cái lời gọi là xót xa, những cái lời cay đắng, những cái lời đay nghiến. Đấy, bà la. Đúng ạ, tìm 4-5 ý vào đây. Thế là xong, thế là ngon lành cành me. Đấy chưa? Ok, thế nhá. Đấy, các bạn hôm nay đã học được một cái tip đấy nhá. Nhớ giữ riêng cho mình, đừng chia sẻ với đứa hàng xóm nhá. Đừng chia sẻ với đứa bàn bên nhá. Đừng chia sẻ với đối thủ nhá. Đấy, chính xác. Chính xác rồi. Ok, được chưa? Thôi quay trở lại với đề ngày hôm nay ạ. Rồi đi tìm ví dụ tôi đi ạ. Đúng rồi, không tạo ra sự hận thù. Cái sức mạnh của nó chính là gì ạ? Không tạo ra sự hận thù, không tạo ra mâu thuẫn giữa con người với con người. Đấy, nhá. Thế nào? Và tại kiềm chế cảm xúc nhân thời sẽ rèn rũa, có sức mạnh đó chính là rèn rũa con một người bận một bản lĩnh. Đấy, nhá. Vượt qua cái cảm xúc nhất thời, kiềm chế được cảm xúc nhất thời là một bản lĩnh đấy các bạn. Các bạn rèn được nó là các bạn sẽ rèn được cái bản lĩnh cho mình đấy. Đấy, bởi vì con người ta hay nóng tính. Khi nóng tính, khi cái cảm xúc nhất thời nó xảy ra thì con người ta sẽ dễ dẫn đến những cái hành động sốc nổi lắm. Nó sẽ dễ dàng buông những cái lời cay đắng lắm, những cái lời sát muối vào tim, những cái lời gây tổn thương những trái tim. Và cô Dương thì hay đưa ra những cái lời, hay nói những cái lời em nghe cô nói em tổn thương lắm, em nhột lắm, em cảm thấy đau đớn lắm. Và sáng mai phải dậy sớm, nhưng sáng nay chả có mấy trăm đứa dậy sớm gì cả. Cái gì sao đói quá, con bé kia, cô đang rất là đói thật sự các bạn. Nào, bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái đề này nhá. Nêu hậu quả, thói đua đòi của thanh niên để lại hậu quả gì? Nào các bạn, nhột không? Cái đề này nhột, nhột lắm ấy. Thói đua đòi của thanh niên để lại hậu quả gì? Hậu quả thế nào? Hậu quả gì? Nào, hậu quả đây. Hậu quả một là gì? Tự nhận thức cho tôi xem nào. Đấy, các bạn bây giờ đây là rất là đua đòi đấy. Nhưng các bạn bây giờ đang rất là đua đòi. Ủa, bây giờ đua đòi bạn bè dậy học sớm thì chả thấy. Chỉ thấy đua đòi cái gì thôi. Bạn em có iPhone thì cũng về nằng nặc đòi iPhone. Đấy, bạn có quần áo mới cũng phải về nằng nặc đòi quần áo mới. Đây cũng chính là bản thân cô ngày xưa đấy. Khi cô có rơi vào một cái giai đoạn sốc nổi các bạn ạ. Đấy, cái năm đấy là năm cô học lớp 12. Vào năm 2011. Vào năm 2011 cô học lớp 12. Đấy là giai đoạn cuối ôn thi. Cái giai đoạn đấy của cô nó có cái điện thoại N8, Nokia N8, là cái điện thoại gọi là rất là hiện đại thời đấy. Đấy, rất là nổi thời đấy, nó quảng cáo rất là khủng khiếp thời đấy. Ngày đấy của cô thì iPhone nó chưa rầm rộ như bây giờ đâu. Với lại iPhone nó là một món quà xạ, là một cái thứ điện thoại xa xỉ đối với con người. Cái ngày đấy Nokia N8. Đấy, cô nhớ như in Nokia N8 ra đời. Đấy mà lúc đấy là năm lớp 12. Đấy, bạn bè cô lúc đấy được bố mẹ mua điện thoại cho nhiều lắm. Đấy, nhà cô cũng chả bằng nhà người ta đâu, cũng nghèo rớt mùng tơi ra. Nhưng mà cô cũng về, cô đua đòi. Cô bảo cô xin tiền mẹ cô. Đấy, cô xin tiền mẹ cô để cô mua điện thoại N8. Cô năn nỉ mẹ cô mấy ngày liền. Mẹ cô được cái thương con, chiều con, thương con gái năm cuối học ôn thi vất vả, cần một cái điện thoại để tra tài liệu, để nghiên cứu tài liệu trên mạng. Đấy, cũng cắn răng cắn ruột để cho con tiền mua cái điện thoại N8. Cuối cùng học thì ít mà chơi thì nhiều. Cái hồi đấy thì nó cũng bắt đầu rầm rộ lên Facebook đấy. Đấy, mà cô giờ ôi chục, học thì ít mà online thì nhiều.
chủ yếu là chụp ảnh rồi đăng Facebook đủ kiểu chứ học hành gì. Đấy, giờ nghĩ lại thấy ôi dồi ôi, nó mà để lại với hậu quả đó chính là gì ạ? Nó phung phí về tiền bạc nhá, lãng phí, lãng phí, phung phí tiền bạc, đúng ạ? Đấy, phung phí tiền bạc của cải của cha mẹ, đúng ạ? Đấy, những phung phí tiền bạc. Đấy, bây giờ thói đua đòi của thanh niên ngày nay để lại hậu quả đó chính là gì ạ? Khi mà chúng ta đua đòi, khi mà chúng ta chạy theo những cái thứ mà không hợp với lứa tuổi, với hoàn cảnh, nếu dẫn đến sự phung phí về tiền bạc, thời gian, của cải, vật chất, đúng ạ? Giờ cũng thấy lại nó phung phí thật đấy. Nhá, đấy, phung phí thật đấy, đúng chính xác. Nó gì ạ? Ảnh hưởng đến học tập và cuộc sống hiện tại. Đúng chính xác, các bạn nào tìm được cái ý nói, một cái ý hay thế. Đó chính là ảnh hưởng đến cuộc sống. Đấy, ảnh hưởng đến cuộc sống. Và độ đặc biệt đối với thanh niên. Đấy, đặc biệt đối với thanh niên thì ảnh hưởng đến việc cái việc học tập. Đúng ạ, ok, ý này hay ấy. Ý này đúng rồi, chính xác. Dễ sa vào các tệ nạn, dễ sa vào các tệ nạn, đúng không bạn? Đấy, đua đòi nhiều, sa vào các tệ nạn. Đấy, còn gì nữa không? Đấy, nhá. Còn một cái điều nữa là các bạn chú ý giúp cô là khi mà các bạn chạy theo vật chất ấy, khi mà chúng ta chạy theo cái thói đua đòi ấy, chạy theo thói đua đòi, các bạn có thể thể ý để ý một cái điều nhé. Cái điều này nó hơi nhạy cảm một tí. Cô không biết là các bạn có một cái bạn nào đúng, có bạn nào rơi vào cái trường hợp này đúng chính xác. Bạn Nguyễn Khánh nói một câu rất là hay, đó chính là suy thoái về nhân cách. Chính xác đấy. Đấy, suy thoái về nhân cách. Ồ, cái câu này rất là hay, ý này rất là hay nhé. Bởi sao? Bởi vì khi mà bạn chạy đua đòi theo vật chất ấy, đấy, các bạn đua đòi theo vật chất thì bạn thường dẫn đến một cái suy nghĩ, đó chính là bạn hay chê bai rẻ bỉu người xung quanh. Đấy, ví dụ như là người ta không có điện thoại mới, người ta không có điện thoại iPhone như mình. Đấy, mình sẽ khi mà mình đua đòi mình có được nó, mình sẽ dẫn đến một cái trạng thái, đó chính là mình chê bai mọi người xung quanh. Ôi giời ơi, cái điện thoại mà cũng không có. Ôi điện thoại mày cùi bắp thế. Điện thoại mày chụp ảnh. Ôi giờ nay thì vẫn còn dùng iPhone 5. Giờ nay vẫn còn dùng iPhone 4. Đấy chính là suy thoái về nhân cách đấy các bạn. Đấy, suy thoái về nhân cách đấy, suy thoái về suy nghĩ và nhận thức đấy. Đấy, thế dẫn đến cái trường hợp việc đó chính là mình hay chê bai rẻ bỉu người xung quanh khi mà không có được như mình. Nhưng mà thật ra người ta đang cười lại các bạn đấy. Ôi giời ơi, tưởng mày thế nào cơ. Ui tưởng iPhone 13, 14 của mày là do mày tự lao động có cơ. Ui giời ơi, thì ra là cũng đua đòi. Thì cũng đòi bố đòi mẹ có mà thôi. Ui giời ơi, khi nào ấy. Này, đấy, những đứa mà bị dè bỉu, những đứa nào mà bị coi thường là này, vỗ thẳng vào mặt nó, bảo nó là này, tỉnh lại đi. Khi nào tự mày lao động ấy, để mày kiếm được nó thì mày hẵng lên mặt với tao. Còn bây giờ mày vẫn chỉ là ăn vòi bố mẹ để có được nó thôi, không đáng để tự hào đâu bé ạ. À, đúng ạ. À, đấy, đúng gì, ảo tưởng với sức mạnh của bản thân. Chính xác, đúng chính xác. Dễ lao vào những cái con đường mà nó lệch với đường ray, dễ lao vào những cái con đường mà nó làm cho chúng ta đi xuống về nhân cách. Đấy, chính xác. Đây là một cái vấn đề rất là nhạy cảm. Đấy, đây là một cái vấn đề rất là nhạy cảm. Và các bạn để ý giúp cô, ở đây cô mở rộng thêm cho bạn thôi nhá. Bạn để ý giúp cô mà tại sao trường học thì họ hay 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 yêu cầu học sinh phải học đồng phục, mặc đồng phục. Bởi vì nếu như mà chúng ta không mặc đồng phục ấy, thì chúng ta dẫn đến một cái trường hợp, đó chính là gì ạ? Đó chính là phân biệt học sinh giàu nghèo, phân biệt. Đấy, những bạn nhà giàu, những bạn mà đua đòi ấy, thì bạn sẽ ăn mặc rất là lồng lộn. Đấy, còn những bạn ở nhà nghèo ấy, thì ăn mặc rất là bình thường, thì sẽ dẫn đến cái tình trạng đó chính là phân biệt. Nên là khi chúng ta đi học chúng ta phải mặc đồng phục, bởi lẽ thế nhìn nó rất là hòa đồng đấy, không có cái sự phân biệt, ok không? Đúng không ạ? Đúng chính xác, đúng chính xác. Mất kiểm soát, khi chúng ta đua đòi chúng ta sẽ dễ mất kiểm soát về suy nghĩ và hành động, đúng các bạn? Đấy, chính xác, điều này rất là quan trọng. Mất kiểm soát đấy, mất kiểm soát. Và chính những cái điều này nó dẫn đến một cái vấn đề, đó chính là đây chính là nguyên nhân, đây chính là nguyên nhân nhá, dẫn đến cái thói đua đòi. Khi mà chúng ta đua đòi ấy, nó chính là cái nguyên nhân dẫn đến những cái hậu quả đáng tiếc các bạn, những cái hậu quả đáng tiếc đó chính là gì? Khi mà chúng ta đua đòi quá, chúng ta dễ sa vào các tệ nạn xã hội,
Mà khi xa vào tệ nạn xã hội ấy, khi chúng ta đã nhúng chân xuống vũng bùn ấy, thì cái con đường quay trở lại ấy, nó rất là xa vời. Nó là một quá trình, nó dẫn đến dẫn rất bởi và cái vấn đề nóng hổi ngày nay này. Đấy, cái vấn đề nóng hổi ngày nay đó chính là gì? Dẫn dễ, rất dễ dẫn đến cái con đường tội lỗi các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy hầu hết tất cả những người mà lao vào cái vòng xoáy, vòng lao lý ấy, đấy, bao giờ nó cũng xuất phát từ cái việc đó chính là đua đòi. Đúng không? Đấy, nó dẫn đến một cái hậu quả rất là đáng tiếc. Nó dẫn đến một cái hậu quả đó chính là gì ạ? Khó lường được. Đó, và các bạn sẽ thấy là gì ạ? Ở đây cô đưa ra, ở trong cái cuốn sách này cô đưa ra một cái dẫn chứng. Đó là theo nghiên cứu của Viện Tâm lý học ấy, của Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Hà Nội, từ năm 1986 đến nay, nếu số vị trẻ, vị thành niên phạm tội trung bình hàng năm mà tăng 4,1 đến 10% tổng tội phạm. Có nghĩa là gì ạ? Đây là nó, khi mà chúng ta đua đòi ấy, chúng ta không kiểm soát được suy nghĩ, cũng không kiểm soát được hành động. Chúng ta chỉ muốn gì ạ? Chúng ta chỉ suy nghĩ làm sao để chúng ta đáp ứng được cái đua đòi của chúng ta thôi, đáp ứng được cái nhu cầu đua đòi thôi. Cái nhu cầu đua đòi thôi. Đấy, và khi không đáp ứng được thì chúng ta sẽ nghĩ đến những cái hành động mà để đáp ứng được nó. Vậy cái con đường tội lỗi ấy, cái con đường tội lỗi ấy, đấy, nó xảy ra rất nhiều. Và theo cái nghiên cứu của Viện Tâm lý học của Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn từ năm 1986 đến nay, đấy, cái số trẻ bị thành niên phạm tội ấy, trung bình hàng năm tăng từ 4,1 đến 10%. Đây là một con số rất đáng báo động. Nghĩa là cái trẻ bị thành niên lao vào cái vòng lao lý ấy, đấy, nó rất là nhiều. Và đây chính là một cái vấn đề nóng hổi mà cần cảnh báo chúng ta. Các bạn thấy bây giờ ấy, tệ nạn rất nhiều. Đấy, mà tệ nạn toàn rơi vào cái độ tuổi là trẻ vị thành niên thôi. Vậy cô hỏi các bạn đang ở cái tuổi trẻ, đấy, đang là thanh niên, tuổi trẻ là cần phải cống hiến cho xã hội, cống hiến cho đời. Đúng không? Chúng ta lao vào cái vòng lao lý, đấy, thì chúng ta còn cống hiến được gì cho xã hội nữa? Đấy, cống hiến được gì cho đất nước nữa? Đấy, lao xừ nó vào vòng lao lý rồi đâu nữa à? Lao xừ nó vào con đường tội lỗi rồi đúng không ạ? Lao xử nó vào cái con đường gọi là tha hóa nhân cách rồi. Chỉ để làm gì ạ? Chỉ để đáp ứng cái thói đua đòi kia. Đấy, cái hậu quả đáng tiếc, cái hậu quả khó lường như thế đấy. Có hủy hoại tương lai của các bạn. Đấy, thế nên biết đủ. Thế nên là trong có một cái cuốn sách rất hay, nó mang tên là La Gom. Đấy, La Gom có nghĩa là sống biết đủ. Đấy, sống biết đủ thôi. Sống biết đủ thôi. Đấy nhá. Thế nên nó có một cái cuốn sách, đó chính là cuốn sách La Gom Sống Đủ. Đây là cách sống của người Pháp hay sao ấy, hay người Đức thì cô không nhớ rõ. Đấy, đấy chính là sống biết đủ thôi. Đấy, chứ đừng đua đòi. Đấy, đừng có đòi hỏi quá. Chúng ta biết đủ thôi. Đấy nhá. Đấy, ok không ạ? Xong chưa các bạn? Đấy, thế nhá. Đấy, ok chưa các bạn? Đấy, người ta có một cái thuật ngữ đó chính là la gom, sống biết đủ. Con người sống biết đủ thôi, chứ đừng sống quá. Cái gì quá cũng không tốt. Đấy, và đặc biệt là gì ạ? Đua đòi quá. Đua đòi. Đấy, đua đòi tức là mình sống không biết đủ ấy. Đấy, mình cứ sống muốn quá cơ. Đấy thì nó sẽ dẫn đến những cái hậu quả đáng tiếc. Và cô chốt lại những ý mà chúng ta có thể biết được chính sao ạ? Đấy, hậu quả của thói đua đòi của thanh niên nó dẫn đến cái việc mà chính là phung phí về thời gian tiền của. Đấy, hại hơn là làm tổn thương đứt gãy cái sợi dây kết nối giữa cha mẹ và con cái, giữa con người và con người, giữa bạn bè, giữa người thân. Đấy, giữa cá nhân với tập thể. Đó, nó làm xấu đi tính cách, nhân phẩm và nhận thức của con người. Sâu hơn là nó là nguyên nhân dẫn đến những lầm lỗi không đáng tiếc, những cái hậu quả khó lường, dẫn đến cái con đường tội lỗi. Thứ ba, nó làm ảnh hưởng không nhỏ, nghĩa là ảnh hưởng lớn ấy. Ảnh hưởng không nhỏ đến cái việc học tập và cuộc sống thường nhật của con người. Nó không định hình được cái tương lai phía trước mà chỉ biết chạy đua theo những cái thứ thời thượng không phù hợp, không đáng có. Đấy, nó sẽ dẫn dẫn đến cái gì ạ? Dẫn đến cái con đường sai lệch. Đấy, dẫn đến cái định hướng, xa rời cái định hướng, cái mục tiêu của con người hướng tới. Đấy, nhá. Bởi vì sao ạ? Bởi vì luôn cảm thấy mọi thứ đều không đủ với cái nhu cầu của mình. Đấy, và nó dẫn đến cái việc đó chính là gì ạ? Nó sống không có mục đích, không có lý tưởng để phấn đấu, làm cho con người ta tha hóa. Đấy, làm con người ta tha hóa đến làm ảnh hưởng xấu đến gia đình xã hội,
ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng xấu đến nhân cách của con người, suy thoái về nhân cách, suy thoái về nhận thức, đúng không ạ? Đấy, thế nha các bạn nha, đấy là các ý mà chúng ta có thể chốt lại được. Các bạn có thể đưa ra một cái dẫn chứng. Đấy, cái vấn đề này thì buổi sau cô sẽ nói thêm về cái việc dẫn chứng này. Đấy, còn hôm nay thì các bạn sẽ xử lý về cái đề này. Mỗi ngày các bạn sẽ học một cái mẹo. Đấy nhỉ, mỗi ngày cô Dương sẽ cung cấp cho bạn một cái tweet, một cái mẹo để học cho nó tốt hơn nhá, để rửa phèn nghị luận xã hội. Và hôm nay cô đã hướng dẫn các bạn một cái mẹo để rửa phèn, đó chính là gì ạ? Chúng ta chuyển đổi đề thành một câu hỏi để đi trả lời cho câu hỏi đấy, thì bao giờ đề nó cũng sẽ dễ hơn, chúng ta sẽ dễ dàng xử lý đề hơn. Thế nhá, vậy là buổi học ngày hôm nay cô cũng đã cung cấp cho bạn thêm một cái ý nữa, thêm một cái cách rửa phèn nữa, thêm một kiến thức nữa. Đấy, hy vọng rằng là trong những buổi live stream bổ trợ này, chúng ta sẽ cùng nhau đấy đi cùng nhau đi gỡ rối về đoạn văn nghị luận xã hội. Và cô hy vọng trong những buổi live stream, những cái kiến thức mà cô cung cấp cho các bạn sẽ góp phần tốt hơn, hoàn thiện hơn. Đấy, cái công việc học tập của bạn sẽ nhẹ nhàng hơn, dễ hơn, và giúp các bạn không còn cái sự mông lung nữa, không cảm thấy khó khăn trong vấn đề, trong các vấn đề nữa. Thế nhá, đấy, buổi học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cô sẽ dừng lại tại đây. Và cô chúc các bạn một buổi sáng tốt lành và học tập hiệu quả. Chúc bạn một tuần mới luôn vui vẻ và tràn đầy cái năng lượng để học tập. Đấy, và buổi live stream này cô xin phép dừng lại đây. Chúc bạn một buổi sáng tốt lành. Bye bye các bạn. Ok, bye bye các bạn. Cô cảm ơn các bạn rất nhiều. À, cái cuốn sách này tặng cho ai bây giờ? Hôm nay sẽ có một cuốn sách để tặng cho các bạn đúng không ạ? Nhờ học live nên sáng cái gì đây? Nên sáng có thể nắng lại xem live cô lâu hơn. Rồi cô cảm ơn em, Minh Thư. Con bé này hình như nó cũng là fan cứng ở Facebook cá nhân của cô sao ấy. Ok, cô cảm ơn các bạn. Ok, cô cảm ơn các bạn. Chúc bạn một buổi sáng tốt lành nha. Bye bye.